Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế 24 giờ mới nhất trên kênh youtube của chúng tôi. Sau đây là bản tin cập nhật mới nhất về tình hình cuộc bầu cử Mỹ sắp diễn ra vào cuối năm nay. Thưa quý vị, theo công ty thăm dò dư luận ActiveVote, khoảng cách dẫn trước của bà Kamala Harris so với ông Trump đang giảm đều đặn xuống còn chưa đầy 2%. Khoảng cách dẫn trước của bà Harris so với ông Trump rút ngắn đều đặn. Kết quả một cuộc thăm dò mới của ActiveVote tiến hành từ 25 tháng 8 tới mùng 2 tháng 9 cho thấy ứng viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Kamala Harris đang dẫn trước đối thủ Donald Trump 1,6% với 50,8% ủng hộ so với 49,2% và phạm vi sai số là 3,1%. Trong cuộc thăm dò đối với 1.000 người từ ngày 15 đến 23 tháng 8 của ActiveVote, bà Harris dẫn trước cựu Tổng thống Donald Trump 5%. Victor Allen thuộc công ty ActiveVote cho hay mức độ ủng hộ đối với bà Harris tăng đều đặn trong khoảng 3 đến 4 tuần sau khi Tổng thống Joe Biden rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng sau đó là khoảng thời gian 2 tuần giao động ở mức dẫn trước 5%. Trong năm ngày qua, khoảng cách dẫn trước đó đã giảm liên tục xuống còn chưa đầy 2%. Theo Newsweek, trước khi Phó Tổng thống Mỹ khởi động chiến dịch tranh cử, ông Trump đang dẫn trước đối thủ Joe Biden trên toàn quốc và khắp 7 tiểu bang giao động. Tuy nhiên, việc bà Harris tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng dường như đã thổi luồng sinh khí mới vào chiến dịch của Đảng Dân Chủ. Với các cuộc thăm dò, cho thấy bà đã vượt qua ông Trump trên toàn quốc và đang dẫn đầu trên 6 trong số 7 tiểu bang dao động trong những ngày và tuần sau khi Tổng thống Biden kết thúc chiến dịch tái tranh cử của mình. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy vị trí dẫn trước của bà Harris có thể đang giảm dần. Mô hình dự báo của nhà thăm dò Ned Silver cho thấy hôm 30 tháng 8, lần đầu tiên ông Trump dẫn trước bà Harris trong đại cử tri đoàn. Theo mô hình này, cơ hội ông Trump giành thắng lợi là 52,4%, cao hơn bà Harris khoảng 5%, và Đảng Cộng Hòa giành được mức tăng dòng là 0,2% tới 2,1% tại các bang giao động trừ bang Georgia vào cuối tuần qua. Liên quan đến ứng viên Đảng Cộng Hòa, mới đây Trung úy Jimmy McCain, con trai út của cố thượng nghị sĩ Cộng Hòa John McCain, lên án việc đường ngũ của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump lấy sự kiện ông Trump dự lễ tưởng niệm ở nghệ trang quốc gia Arlington cho mục đích tranh cử. Con trai cố nghị sĩ McCain chỉ trích nặng ông Trump nói sẽ bầu cho bà Harris theo đó, từ CNN đưa tin hôm mùng 3 tháng 9, Trung úy Jimmy McCain, con trai út của cố thượng nghị sĩ Cộng hòa John McCain, bày tỏ sự bất bình trước việc cựu tổng thống Donald Trump biến một sự kiện tại nghĩa trang quốc gia Arlington thành một hoạt động tranh cử. Hồi tuần trước, ông Trump, ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa, đã tới thăm nghĩa trang quốc gia Arlington, bang Virginia, dự lễ tưởng niệm 13 quân nhân Mỹ thiệt mạng trong vụ đánh bom sân bay Kabul, Afghanistan hồi năm 2021. Đường ngũ của ông Trump đã sử dụng hình ảnh video về chuyến thăm cho hoạt động tranh cử. Quân đội Mỹ chỉ trích rằng điều này vi phạm lệnh cấm các hoạt động chính trị ở các khu vực linh thiêng. Bất chấp việc ông Trump hôm 30 tháng 8 giải thích rằng gia đình những nạn nhân trong vụ đánh bom đã đề nghị ông tới dự sự kiện tại nghĩa trang quốc gia Arlington. Anh Jimmy McCain bày tỏ sự kinh ngạc trước việc sự kiện này được phía ông Trump dùng như một hoạt động tranh cử. Với tư cách là người lính thủy quân lục chiến Mỹ, anh Jimmy McCain lưu ý rằng Vấn đề bảo vệ sự linh thiêng tại nơi an nghỉ của những người đã hy sinh vì đất nước là đặc biệt quan trọng với bất kỳ ai từng hoạt động trong quân ngũ. Anh Jimmy McCain cũng nhắc tới thực tế rằng cựu tổng thống Trump chưa từng tham gia quân ngũ như những người đã chọn làm điều gì đó lớn lao hơn bản thân họ, phục vụ đất nước đang được chôn cất tại Arlington. Ngoài ra, anh Jimmy McCain nói với CNN rằng cách đây vài tuần anh đã đăng ký mình là cử tri của Đảng Dân chủ và có kế hoạch đi bầu cho Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cũng như sẵn sàng tham gia theo bất kỳ cách nào có thể để giúp chiến dịch tranh cử của bà Harris. Trong hai cuộc bầu cử trước, ngay cả khi chỉ trích ông Trump, anh Jimmy McCain cũng chỉ đăng ký là một cử tri độc lập, không thuộc Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ. Anh Jimmy McCain trở thành người đầu tiên trong gia đình của cố Thượng nghị sĩ Cộng hòa John McCain công khai xác nhận từ bỏ Đảng Cộng hòa. Các thành viên khác trong gia đình McCain cũng bất bình trước ông Trump bà Cindy McCain, vợ của cố thượng nghị sĩ John McCain, hồi năm 2020 đã ủng hộ ứng viên của Đảng Dân chủ là ông Joe Biden. Trong khi đó, con gái của cố thượng nghị sĩ John McCain, cô Meghan McCain, dù nhiều lần chỉ trích gay gắt ông Trump, vẫn tuyên bố không ủng hộ bà Harris vì bản thân là một người bảo thủ lâu năm và quan điểm này đã được củng cố qua hàng thế hệ trong gia đình. Trong diễn biến liên quan, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông có mọi quyền can thiệp cuộc bầu cử năm 2020 trong khi phía Paris bác bỏ tuyên bố này của đối thủ. Mặt khác, ông Trump khẳng định ông có kế hoạch cụ thể nhằm chấm dứt xung đột Ukraine, nhưng phải dự kiến để đảm bảo khả năng thành công. Ông Trump tuyên bố sốc về việc can thiệp bầu cử năm 2020, giải thích lý do dự kiến kế hoạch Ukraine. Từ giờ hình đưa tin, ngày 2 tháng 9, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông có mọi quyền can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 và rằng các vụ án hình sự cáo buộc ông can thiệp bầu cử đều mang động cơ chính trị. Được biết, cựu tổng thống Trump, ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa, đang đối mặt các vụ án hình sự, các cáo buộc cố gắng lật ngược thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 cũng như gian lận kết quả bầu cử tổng thống vào năm 2020 tại bang Georgia. Ông Trump cáo buộc những người truy tố ông có thành kiến chính trị chống lại cựu tổng thống. Ông Trump bức xúc, "Họ đưa người vào văn phòng công tố viên. Tất cả những điều này đều xuất phát từ bộ tư pháp để bắt đối thủ chính trị của họ, đó chính là tôi." Đáp lại, đội ngũ tranh cử của Phó Tổng thống Harris nói rằng những điều ông Trump đã hứa trong chiến dịch tranh cử từ chấm dứt hiến pháp đến bỏ tù những đối thủ chính trị và sẽ cai trị như một nhà độc tài vào ngày đầu tiên đều cho thấy rõ rằng ông Trump tin rằng mình đứng trên luật pháp. Bà Sarafina Chitka, người phát ngôn chiến dịch tranh cử của bà Harris cho hay, bây giờ ông Trump tuyên bố rằng ông ấy có mọi quyền để can thiệp cuộc bầu cử năm 2020. Ông ấy không có quyền đó. Bà Chitka nói, trong khi ông Donald Trump đang thúc đẩy lịch sử sai lệch về quá khứ, thì người dân Mỹ đã sẵn sàng cho một con đường mới để tiến về phía trước. Họ biết Phó Tổng thống Harris là công tố viên cứng rắn mà chúng ta cần để lật sang trang mới về sự hỗn loạn, sợ hãi và chia rẽ và duy trì luật pháp. Mặt khác, theo Newsweek, trong ngày 3 tháng 9, ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump đã có cuộc phỏng vấn với blogger nổi tiếng Lex Friedman. Tại đây, cựu Tổng thống Mỹ đã tiết lộ lý do khiến ông phải giữ kín kế hoạch kết thúc xung đột Ukraine ông trump cho biết nếu chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới tôi sẽ công bố kế hoạch của mình tôi sẽ đảm bảo nga và ukraine đạt được một thỏa thuận với tư cách là tổng thống mỹ cuộc xung đột đáng lẽ không được phép xảy ra và tôi có kế hoạch cụ thể để chấm dứt vấn đề này ngoài kế hoạch kết thúc xung đột ukraine ông trump cũng hé lộ về một ý tưởng chưa được hoàn thiện liên quan tới quan hệ mỹ trung quốc ông trump cho biết tôi không nêu chi tiết về những kế hoạch này nếu không chúng sẽ thất bại đó là yếu tố bất ngờ trong cuộc phỏng vấn, ông Trump cũng chỉ trích chính quyền Tổng thống Biden vì khiến xung đột nổ ra trên toàn cầu. Ông Trump nhận xét, ngoài xung đột Ukraine bắt buộc phải kết thúc, chúng ta còn vấn đề Trung Đông và nhiều nguy cơ khác. Thế giới đang trở nên khó khăn hơn do Mỹ không thể hiện được khả năng lãnh đạo. Hồi cuối tháng 8, ông Trump đã có những bình luận nhằm các người khả năng chiến đấu của quân đội Nga, đồng thời cam kết sẽ chấm dứt xung đột Ukraine trước cuối năm nếu tái đắc cử động thái này đã vấp phải sự phản ứng dữ dội từ Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. Trước đó, cựu Tổng thống Trump từng nhiều lần tuyên bố sẽ kết thúc xung đột Ukraine trong vòng 24 giờ sau khi thắng cử. Nhưng cả Moscow và Kiev đều bày tỏ sự hoài nghi về những phát biểu này. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris hôm qua lần đầu tiên xuất hiện chung trên đường băng tranh cử một động thái thể hiện sự đoàn kết và ủng hộ mạnh mẽ của đương kim tổng thống đối với người cấp phó của mình sau khi bà Harris thay thế ông trở thành ứng viên tổng thống của Đảng Dân Chủ. Tổng thống Biden và bà Harris lần đầu xuất hiện chung trên đường băng tranh cử. Nhằm thu hút cử tri tại bang chiến trường Pennsylvania, Tổng thống Mỹ Biden và Phó Tổng thống Harris đã gặp các thành viên công đoàn tại thành phố Pittsburgh, sau đó đứng cạnh nhau phát biểu trước khoảng 600 người ủng hộ. Trong bài phát biểu của mình, ông Biden đã nhiều lần nhắc đến tên bà Harris, người đang trong cuộc đua sắt nút với ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. Ông cũng nhấn mạnh những thành tựu mà chính quyền của ông đã mang lại cho Pennsylvania, từ bảo vệ quyền của người lao động, đầu tư vào năng lượng sạch đến tiền đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Quyết định đầu tiên của tôi đưa ra cho người được đề cử vào năm 2020 là chọn bà Harris làm phó tổng thống, và đó là quyết định đúng đắn nhất mà tôi đưa ra với tư cách là tổng thống Mỹ. Tôi hứa với các bạn rằng nếu các bạn bầu Harris làm tổng thống, đó sẽ là quyết định đúng đắn nhất mà các bạn từng đưa ra. Về phần mình, bà Harris cũng dành cho đương kim tổng thống những lời khen nồng nhiệt. Bà đồng thời nhắc lại quan điểm của ông Biden phản đối với việc công ty Nippon Steel của Nhật Bản sắp mua lại US Steel. Với lý do rằng, công ty thép mang tính biểu tượng của Pennsylvania này nên vẫn nằm trong tay các chủ sở hữu người Mỹ. US Steel là một công ty mang tính lịch sử của Mỹ, và việc duy trì các công ty thép Mỹ mạnh mẽ là điều vô cùng quan trọng đối với quốc gia chúng ta. Và tôi hoàn toàn đồng ý với Tổng thống Biden, US Steel nên vẫn do người Mỹ sở hữu và điều hành và tôi sẽ luôn ủng hộ những người lao động trong ngành thép của Mỹ. Ông Trump cũng phản đối thỏa thuận với Nippon Steel và tuyên bố sẽ chặn thỏa thuận này nếu đắc cử Tổng thống Mỹ. Pennsylvania là một trong số ít bang sẽ quyết định kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Các cuộc thăm dò cho thấy việc bà Harris tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng đã cải thiện cơ hội của Đảng Dân Chủ trong nỗ lực đánh bại ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Trump. Tuy nhiên, hai ứng cử viên vẫn đang bám đuổi sát nút cả trong các cuộc thăm dò dư luận toàn quốc và ở cấp bang. Ông Trump không tổ chức sự kiện vận động tranh cử nào trong ngày mùng 2 tháng 9. Tuần này cũng đánh dấu sự khởi đầu của cuộc chạy đua nước rút quan trọng sau ngày lao động mùng 2 tháng 9 cho đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 5 tháng 11 các ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Harris và đối thủ Đảng Cộng hòa Trump đều dự kiến sẽ tăng cường tiếp cận cử tri, đặc biệt là ở các bang chiến trường như Pennsylvania, Georgia hay Michigan. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Những diễn biến tiếp theo liên quan đến việc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Mời quý vị cùng chú ý đón xem. Quý vị cũng đừng quên ấn nút like và subscribe trên kênh để cập nhật những thông tin quốc tế mới nhất. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!